Dẫu sao thì thang máy cũng chỉ là một thiết bị điện tử và không ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động liên tục và không xảy ra bất cứ một sai sót nào cả. Nhất là khi có những sự cố về lưới điện như chúng ta vẫn đang thấy trong cuộc sống ở đô thị hay cả nông thôn nữa. Tuy nhiên thì người ta vẫn đang nghiên cứu nhiều cách để thang máy trở nên thông minh hơn và nắm bắt được hơn những cái hoạt động đi lại của con người. Nói đến thông minh thì chúng ta nghĩ ngay đến trí tuệ nhân tạo, nghĩ ngay đến robot phải không ạ? Và đã có những người tin vào một cái thuyết rằng là robot dần dần rồi cũng sẽ thay thế hoàn toàn con người thôi. Bạn có tin hay không? Hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Trí tuệ nhân tạo hay trí tuệ thông minh nhân tạo? Hiểu một cách đơn giản đó là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ này có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi như trí tuệ con người. Xử lý dữ liệu ở mức độ rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người. Ngày nay trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực, dùng để xử lý một loại công việc nào đó như điều khiển một ngôi nhà, nghiên cứu, nhận diện hình ảnh, xử lý dữ liệu của bệnh nhân để đưa ra các phác đồ điều trị, xử lý dữ liệu để tự học hỏi, trả lời khách hàng về các sản phẩm của một công ty. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2017, Sophia là robot đầu tiên trong lịch sử được trao quyền công dân ở Saudi Arabia. Sophia có gương mặt được phỏng theo nguyên mẫu của nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood, Audrey Hepburn, được trang bị trí tuệ nhân tạo và khả năng giao tiếp trôi chảy. Cô nàng Sophia xinh tươi đem lại nhiều cảm hứng cho tất cả mọi người, sự tò mò và cả những nghi hoặc. Tôi vẫn muốn đặt câu hỏi mà tôi vừa nói với quý vị đấy ạ. Bạn có tin không rằng robot sẽ hoàn toàn thay thế con người? Với khách mời đang ngồi trước mặt Linh ở đây trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay tại sofa của Cà Phê Sáng với VT3, xin giới thiệu với quý vị và các bạn ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Viện Michael Dukakis về lãnh đạo và sáng tạo, người sáng lập và ông cũng nguyên là tổng biên tập của Vietnamnet. Xin cảm ơn ông. Và chắc ông vẫn đang nhớ câu hỏi tôi hỏi đúng không ạ? Vâng, quan điểm của ông thế nào? Ông có tin không? Không. Chúng tôi ở Viện Michael Dukakis xây dựng cái sáng kiến xã hội trí tuệ nhân tạo để làm sao thiết lập một xã hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo tốt nhất, hiệu quả nhất, đem lại điều tốt đẹp nhất cho con người. Thì chúng tôi chưa bao giờ tin rằng trí tuệ nhân tạo người máy sẽ thay thế con người. Trong khi thực ra là cái lĩnh vực chuyên môn của ông và những cộng sự của mình quá gần gũi với công nghệ, và ông có thể nắm bắt được cái sự tiên tiến nhất của công nghệ, trong khi nhiều người như chúng tôi còn phải đi học để mà họ hiểu được là vì sao Sophia có thể nói thế này thế kia, hay là trí tuệ nhân tạo có thể làm được điều kia, thì các ông đã đi rất xa về việc đó mà ông vẫn không tin rằng robot có thể thay con người ư? Không, tôi không thể tin được. Tại sao? Và vì hai lý do. Thứ nhất là về mặt quan niệm cuộc sống, về triết học trong cuộc sống, thì con người chúng ta vẫn phải là nhân tố quan trọng nhất, và những cái tiến bộ công nghệ nó sẽ giúp con người tốt nhất. Tốt ở đây hai khía cạnh: giúp đỡ cho công việc, trong cuộc sống hàng ngày, vâng, kể cả giúp con người tốt đẹp hơn về nhân cách. Vâng. Ông đang nói đến cái việc là trí tuệ nhân tạo thì sẽ giúp cho cái việc con người ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tức là ta nói đến ứng dụng của trí tuệ nhân tạo đúng không ạ? Thì ông có thể nói một cách tóm tắt một vài cái ứng dụng cơ bản. Rất nhiều. Trí tuệ nhân tạo sẽ đi đến tất cả mọi nơi trong cuộc sống. Vâng. Cái máy smartphone của Lê Anh cầm, vâng, thì sẽ đầy trí tuệ nhân tạo, đang có rồi nhưng mà tương lai còn tiếp tục. Ví dụ là cái gì ạ? Ông có thể chỉ ra những cái hệ thống search tìm kiếm, rồi cái kể cả email của Lê Anh như này, khi tìm thì họ sẽ search những cái một cái rất là thông minh, vâng, rất là chọn những cái gì đó mà Lê Anh muốn kia tìm, muốn thậm chí việc soạn các thư chẳng hạn, thì ẩn đằng sau đó là những ứng dụng đầy rẫy những cái AI đằng sau đứng. Hay là thỉnh thoảng khi mà tôi đến một cái vùng đất nào đó ấy, tự nhiên tôi thấy ở trên định vị trên này nó có sẵn thông tin cho tôi về thí dụ Đà Nẵng đấy. Hay là tôi vừa đặt chân xuống máy bay cái thì tự nhiên có một số ứng dụng cho tôi một vài thông tin đấy, chính xác. Và ngoài ra nó còn rộng rãi hơn, chúng ta nghĩ đến một xã hội tương lai xung quanh một cái lý tưởng rất là đẹp, chẳng hạn như là một trận bóng đá, trọng tài là sự trợ giúp của AI, của trí tuệ nhân tạo, sẽ khách quan, công tâm, không có thiên vị, vâng, và chính xác. Thứ hai nữa là về tòa án, các quan tòa phán xử cũng vẽ rất là chính xác, bảo đảm. Rồi trong một xã hội khi mà chúng ta học, các bạn vừa nói về chuyện học, các thầy cô đến trường, thì tương lai các thầy cô sẽ làm nhiệm vụ ra truyền cảm hứng về khả năng dẫn dắt lãnh đạo đến cho con người, đến cho các học sinh. Thế còn để truyền kiến thức theo lối mà cứ bài bản đưa kiến thức đến, thì nhiều khi các robot giáo viên cũng rất là tốt, hoặc là bác sĩ chuẩn đoán bệnh, những cái robot bác sĩ tương lai cũng sẽ giúp cho bác sĩ rất là tốt. Để thế đấy, chúng ta thấy rằng nó sẽ đi khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Chắc là ngồi liệt kê thì rất là dài, đúng không ạ? Không có thời gian của trí tuệ nhân tạo đối với cuộc sống con người. Vậy thì xin ông Anh Tuấn có thể nói một cách sâu kỹ hơn. Tôi đang quan tâm ngay lúc này đây,
với lĩnh vực quản lý xã hội? Chắc chắn, tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà chúng tôi mong muốn nhất. Ừ. Vì những cái ứng dụng kia thì nó dễ dàng rồi. Ừ. Và thấy là thấy vì cái nhu cầu của cuộc sống. Nhưng còn để quản trị xã hội, quản lý đất nước và trong một xã hội chung thì chính phủ, trí tuệ nhân tạo, đó là một cái sáng kiến mà chúng tôi nêu ra thì nó sẽ làm giúp cho quản lý xã hội phục vụ công dân thông minh hơn, tự động hóa hơn và trách nhiệm hơn rất nhiều. Đấy, chính phủ trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đã quen với cái khái niệm mà Thủ tướng Chính phủ nêu rất nhiều, chính phủ kiến tạo. Đúng rồi. Bây giờ là chính phủ trí tuệ nhân tạo. Đúng. À, ông có thể nói hơn, tôi đang cảm thấy rất hào hứng khi nghe cụm từ này. Vâng, chúng ta đều hào hứng cả. Chính phủ trí tuệ nhân tạo là một chính phủ ở đó ứng dụng rộng rãi, sâu trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, hoạch định chính sách, ra quyết định. À thế ạ, chứ không phải chỉ ở những cái khâu gọi là tiếp xúc với người dân hay là để tạo giảm thiểu cái biên chế thừa thãi, giúp cho chúng ta tinh gọn bộ máy hơn. Đúng, tức là cái phục vụ chính sách công, dịch vụ công, vâng, nó phục vụ cho công dân, đó là một mảng của chính phủ trí tuệ nhân tạo. Thế còn cái quản trị để đánh giá ra quyết định, thực ra chúng ta biết là ví dụ như thế này, là trước cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì chúng ta cần những cái ra quyết sách thông minh nhất, sáng suốt nhất, ví dụ cho một chính phủ Việt Nam hay một chính phủ quốc gia nào đó, thì với hệ thống dữ liệu đầy đủ và những thuật toán thông minh phân tích tối ưu cho quốc gia đó thì sẽ khuyến nghị ra được những chính sách, những cái gợi ý, những quyết sách rất là thông minh. Ông làm tôi nhớ đến ngày xưa khi tôi học môn kinh tế học ở trong trường đại học, thì các thầy hay đưa ra tình huống là đang có một cái tranh chấp giữa hai quốc gia lớn như thế này. Bây giờ một trong hai nước phải ra quyết sách về vấn đề là cái tỷ suất lãi liên quan đến tài chính, một vấn đề rất là nhỏ, làm sao để nối kết vấn đề này với cái quyết sách của cả hai đất nước như vậy. Thì chúng tôi phải dùng rất là nhiều những cái biện luận và đọc rất nhiều sách cũng như là tài liệu và những cái công thức khác nhau. Có khi vài ngày trời cái nhóm của chúng tôi vẫn chưa đưa ra được một cái tỷ lệ lãi suất phù hợp cho cái hệ thống tài chính ngân hàng của đất nước đó ở cái thời điểm đó. Vậy thì theo cái cách mà ông vừa nói, tôi có thể hình dung rằng là robot, nói nôm na thế nhé, hay là trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta đưa ra cái quyết sách đó rất là nhanh, có khi chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi. Chính xác, bởi vì có một hệ thống dữ liệu và một hệ thống thuật toán thông minh thì chúng ta sẽ làm được những điều đó. Thế thì liệu có sai lầm không? Không, tức là họ sẽ gợi ý cho chúng ta, chứ còn quyết định vẫn là con người. Đó là những trợ lý đắc lực nhất. Thế còn con người ở đây sẽ thấy cân nhắc những khuyến nghị đó là tốt, là hợp lý thì ra quyết định, còn nếu không thì hoặc là thậm chí vì một lý do đó con người không ra quyết định, không, tức là những nhà lãnh đạo không chấp nhận những cái khuyến nghị đó thì ra quyết định theo ý của mình. Nhưng tóm lại nó sẽ khuyến nghị và sẽ giúp cho chúng ta những cái gợi ý rất thông minh và tôi nghĩ rằng là có lẽ có sức thuyết phục rất cao. Tôi lại đang hình dung một cái viễn cảnh hơi hài hước là các nhà lãnh đạo của các nước trên thế giới thì cứ ngồi ung dung để ăn tối, những cái bữa tối thật là lãng mạn. Còn lại thì các robot hay là trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ra các quyết sách hay đi họp với nhau. Thế còn con người chúng ta cứ ngồi chơi ở ngoài thôi. À không, tức là lúc ấy chúng ta là người sử dụng và công cụ đó thì trí tuệ chúng ta cũng phải vượt lên một bậc. À, khi sử dụng một trí tuệ thông minh thì trí tuệ chúng ta cũng thông minh hơn rất nhiều. Và nhiều người nói rằng là trí tuệ nhân tạo thế này thì mất việc. Tôi không còn việc để làm nữa, làm thay tôi hết rồi. Robot rồi, các hệ thống thư ký trợ lý, cần gì nữa, robot trợ lý rồi. Không, chúng ta rất cần con người. Con người sẽ thông minh hơn, sẽ làm những việc hay hơn nữa. Và những cái, mà tôi nghĩ rằng có một cái điều là con người sẽ giàu tình cảm hơn, xúc cảm nhiều hơn. Bởi vì robot, người máy không thể nào có trái tim, không có xúc cảm. Như con người chúng ta. Và cái xúc cảm của chúng ta lại có thời gian để biểu đạt. Đúng đấy, không? Và nó có trước nhiều đây cả. Chúng ta quá bận rộn cho chuyện này. Đấy, vâng. Cuộc sống tôi nghĩ là đó là hạnh phúc hơn. Và hai nữa, có một cái điều thế này. Con người chúng ta có cái hay, có rất nhiều cái hay, nhưng mà cũng có những thói xấu. Đấy. Thế nhưng mà thì với những cái trợ lý đó, robot rất là trung thực, rất tử tế. Chúng ta nhớ đến cái vở kịch Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy của nhà Lưu Quang Vũ, nhà viết kịch vĩ đại của chúng ta Lưu Quang Vũ. Thì cách đây gần 40 năm ông đã viết ra những vở kịch như vậy, đã tư duy về cái chuyện đó. Quả thật là đúng, tức là sẽ giúp cho chúng ta nhìn lại bản thân, điều chỉnh lại mình, trung thực hơn, nhân ái hơn,
Và tôi nghĩ đó là điều vô cùng tốt đẹp cho con người. Có robot, có trí tuệ nhân tạo thì chúng ta sống lại nhân văn hơn đấy. Nhân văn có khi hơn. Ở góc độ nào đó là chắc như vậy. Chắc chắn sẽ nhân văn hơn. Lê Anh sẽ thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn, đẹp trai hơn và cảm thấy và cuộc đời này thấy đáng yêu hơn nhiều và sẽ hoàn thiện mình, sẽ giúp chúng ta hoàn thiện mình. Tôi nghĩ đây là một xã hội tốt đẹp. Tất nhiên chúng ta phải muốn thế phải có một trên cái chuẩn mực. Thì cái xã hội trí tuệ nhân tạo nêu ra của cái viện Michael Dukakis chúng tôi cùng các đồng nghiệp Harvard, MIT thì nêu ra mình phải có một cái chuẩn mực để quản lý nó, kiểm soát nó. Không thì chúng ta có bài học của an ninh mạng hiện nay đau đầu, vấn nạn của thế giới ngày hôm nay là an ninh mạng, do chúng ta không lường trước được sự phát triển của internet, của máy tính để những lỗ hổng như vậy, và hôm nay chúng ta không khắc phục được, rất khó khắc phục. Thì với trí tuệ nhân tạo, những vấn đề đó chưa đặt ra ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta hãy nhìn trước, chuẩn bị trước trong cơ chế những chuẩn mực tốt đẹp, kiểm soát nó, tạo ra một cái làn ranh phát triển tốt đẹp thì tương lai nhân loại sẽ rất tốt đẹp. Còn không thì như Stephen Hawking đã nói sẽ là mối đe dọa của nhân loại trong tương lai. Vâng, tôi rất muốn nhắc đến từ great, từ vĩ đại, bởi vì những cái ý tưởng cho cái câu chuyện này có thể thay đổi cách quản trị của xã hội, từng xã hội, và thay đổi cả thế giới của chúng ta trong cách vận hành cuộc sống. Và chính vì vậy có thể nói là ứng dụng của vấn đề này nó nằm ở góc độ vĩ mô mà liên quan đến toàn cầu. Thế thì những cái nghiên cứu của ông và những cộng sự của mình ở viện ấy, cũng như ở nhiều nhà khoa học khác ấy, nó có phải là một cái tài sản công cho mọi người được sử dụng, hay nó sẽ trở thành một cái thứ được mua bởi một số chính phủ giàu có và có nhiều tiền, và rồi quay trở lại thì họ sẽ có những cái chính sách để tiếp tục tạo cái sự mất cân bằng hay mất bình đẳng trong cái trật tự thế giới. Viện Michael Dukakis của chúng tôi thì ông Michael Dukakis trước đây thống đốc bang Massachusetts và cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ, thì ông là chủ tịch viện trực tiếp, và hội đồng viện các giáo sư Harvard, MIT chúng tôi, đồng nghiệp chúng tôi thì đều khẳng định những nghiên cứu, những ý tưởng, những sáng tạo này, những sáng kiến này phục vụ nhân loại open và mọi người đều có thể sử dụng và khuyến khích và mong muốn được sử dụng càng nhiều thì nhân loại sẽ càng tốt đẹp. Vâng. Và để khép lại cuộc trò chuyện rất là thú vị và nhiều cảm hứng với ông Anh Tuấn ngày hôm nay, thì tôi muốn hỏi ông một câu rất ngắn. Chúng ta có nên lo sợ rằng robot sẽ thông minh hơn con người không? Tôi không tin rằng robot sẽ thông minh hơn con người, bởi vì robot là do con người sinh ra. Nhưng robot sẽ giúp con người thông minh hơn, và robot sẽ hỗ trợ cho một xã hội thông minh hơn. Còn robot tôi nghĩ rằng là thông minh hơn hay không, hoặc làm những điều xấu hay không, là do chính con người chúng ta. Vì chúng ta là những con người tạo ra những thực thể đó. Nếu chúng ta thành tâm, chúng ta có trách nhiệm với nhân loại, với xã hội, với mọi người, thì tất cả những điều chúng ta sẽ đem đến sản xuất ra những điều tốt đẹp, tạo ra những điều tốt đẹp. Còn nếu chúng ta lại đầy rẫy những âm mưu, đầy rẫy những cái thủ đoạn, những cái hận thù oán hận giữa các dân tộc, giữa các quốc gia với nhau, giữa các nhóm người với nhau, thì có khi lại tạo ra những cái sản phẩm, những cái robot hoặc những cái vũ khí sát thương mang tính trí tuệ nhân tạo mà thông minh, mang tính hủy diệt chẳng hạn, thì rất tai hại. Do đó cuối cùng con người đứng trước xã hội trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi có khuyến nghị rằng hãy nhìn lại chính mình, hãy sống lại, hãy trân trọng yêu thương nhân loại để tạo ra được những sản phẩm, những cái giá trị tốt đẹp, những cái công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất phục vụ tốt đẹp cho nhân loại. Hãy nhân ái nhau vì một tương lai của thế giới này bây giờ nhỏ bé lắm, quá nhỏ bé. Chúng ta đến với nhau và hãy trân trọng nhau, các dân tộc đều được yêu thương trân trọng với nhau, chứ còn không nên nhịn những cái tức là quyền lợi quốc gia một cách cực đoan, hoặc là vì một cái lợi ích nhóm nào đó, hoặc là những cái hận thù nào đó để mà làm xấu đến thế giới đẹp đi. Và chúc như bạn Lê Anh, tôi thấy bạn cười rất là đẹp. Cảm ơn anh ạ. Và tôi cũng nhớ một câu ví von rằng đứng trước các thành tựu của công nghệ thì các quốc gia khá là bình đẳng đấy. Chỉ một cú nhảy thôi. Và vì thế cho nên việc nhảy xa hay nhảy gần thì đó là do lựa chọn của mỗi một quốc gia, chứ không phải phân biệt rằng quốc gia ấy hèn kém hơn về mặt địa thế này hay là có thế mạnh ở với lĩnh vực khác. Cảm ơn ông cùng nói chuyện rất là nhiều, cảm ơn ngày hôm nay. Chúc sức khỏe ông trong buổi sáng tốt lành. Vâng, cảm ơn Lê Anh, cảm ơn VTV ba, và đồng thời tôi cũng có một cái câu cuối cùng là đất nước chúng ta có nhiều tiềm năng, bạn nói là có chuyện nhảy vọt, chúng ta nhiều tiềm năng để vượt lên, và chúng ta có thể chưa giàu về kinh tế nhưng ta sẽ giàu, hãy giàu về ước mơ, hãy giàu về khát vọng, hãy giàu về ý chí để vượt lên trong thời đại mới và cái cơ hội tuyệt vời là thời đại trí tuệ nhân tạo. Vâng, xin cảm ơn em, chúc sức khỏe không? Cảm ơn. Cảm ơn anh Lê Anh đã cùng với chúng ta chia sẻ một câu chuyện rất là thời đại về trí tuệ nhân tạo.
Và với câu chuyện trí tuệ nhân tạo thì Cà Phê Sáng cũng chỉ có một chia sẻ, đó là hãy nhân bản những sự tử tế, niềm tin và thật nhiều niềm hạnh phúc, bởi vì chúng ta sẽ cùng hướng đến một xã hội phát triển của tương lai một cách toàn diện. Và mời rất cảm ơn một lần nữa vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì Cà Phê Sáng VTV của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.